thấy chưa? Sáng thứ ba Nguyễn Hòa tham quan cho cháu này bán cá lăng là 70.000 ký các bạn nè. Lăng 70.000 nha anh ơi. Tới 45.000. Cháu này bán cá lăng là 70.000. Còn tép là 45.000 ha. 45.000 cá ngát cái này nhiêu vậy? 40.000. Sáng thứ ba này bán cá ngát là 40.000 các bạn nè. Tới 45.000. Cái chốt này bao nhiêu nay nhiêu đây? 80.000 hả? À, mày bán cái chốt là 80.000 ký các bạn này. Sáng à, thứ ba. Mấy hôm đó bán gì 60.000 cho 65.000 à. Còn cá bông lau này anh bán là 65.000 ký các bạn. Sáng thứ ba bên ngoài nhà lồng ép các bạn. Cá bông lau này anh bán là có 65.000. À, cá cơm là 20.000. Cá bông lau này nhiêu cháu? 70.000, cháu bán 70.000 ký ha. Cá bông lau đang sống luôn các bạn nè. Lau 70. 70.000 ký đó các bạn. À, chú chào luôn nha, cảm ơn nhiều. Sáng thứ ba Nguyễn Hòa tham quan cho vợ chồng anh chị này bán cá cha là 30.000 không chị? Còn cá này là cá hô hay cá gì? À, cá chấm chua là 40.000 ha. Quen, má cá chấm chua là 40.000. Còn cá này cá mè hả? Dạ, cá mè 30. Cá mè là 30.000. Cá hú bao nhiêu anh? À, cá hú là 50.000. Cá phi bao nhiêu vậy anh? À, cá phi là 55.000. Sáng thứ ba bên ngoài nhà lồng ép ông Nguyễn Hòa tham quan cho vợ chồng anh chị này bán cá các bạn. Rất nhiều cá các bạn ơi, anh có mấy loại cá luôn. Sáng thứ ba của Hòa tham quan chú Linh bán cá bên ngoài nhà lồng nè. Cá bóp là chị Linh bán 140. Cá chim là 120. À. Sáng thứ ba cũng thấy vắng người đi chợ. Mấy ngày thường thường vắng chủ nhật đông. Thôi cũng cảm ơn chị Linh, chúc chị Linh bán cho đắt hàng, mau hết về nhà sớm nha. Toàn cảnh chợ đầu mối Bình Điền, khu hải sản tươi bên ngoài nhà lồng ép và nhà lồng D. Sáng thứ ba, Nguyễn Hòa chuẩn bị bước vô để tham quan khu hải sản tươi và cập nhật giá cả. Mời các bạn cùng tham quan và khám phá với Nguyễn Hòa nha. Ồ, cua này cũng bán cua cũng rất nhiều. Cua này nhiêu ký vậy? 100.000. À, 100.000. Giá anh đã anh bán giá 100.000 ký cũng rất mềm các bạn ơi. Sáng thứ ba bên ngoài nhà lồng các bạn. Rồi cảm ơn anh nhiều nha, chúc anh bán cho đắt hàng mau hết luôn. Ủa cái bơi này nhiêu cháu? 200 hết luôn hả? Ồ. Sáng thứ ba cũng ngoài tham quan chỗ của vợ chồng anh chị này bán ghẹ nè. Anh chị này có 4 bơ ghẹ sống là 200.000 ký hết các bạn. Anh này có 4 bơ là 200.000 ký các bạn nha. Ghẹ sống các bạn. Ghẹ ngộp bao nhiêu vậy? Ồ, ghẹ ngộp là 60.000 các bạn. Ghẹ ngộp là ảnh sổ 60.000 ký các bạn, sáng thứ ba các bạn. Còn ghẹ sống là 4 bơ này là 200.000 ký các bạn. Ghẹ rất to các bạn ơi. Rồi cảm ơn anh, chúc anh bán cho đắt hàng mau hết luôn nha. Rồi chào cháu luôn. Ô chào chị luôn, cái tôm ngộp này nhiêu vậy chị? À tôm 130. Tôm sống nhiêu chị? Sáng thứ ba chị này bán tôm ngộp là 130.000 ký các bạn. Ủa tôm sống này nhiêu vậy chị? À tôm sống là chị bán 160.000 các bạn, tôm thẻ sống các bạn.
tôm ngọt là 130 ngàn, còn tôm sống là chỉ bán 160 ngàn. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Ủa chị có bơ tôm sú này nhiêu chị? Ồ, cái bơ tôm sú này cũng đang còn nhiều con đang sống các bạn nè. Tôm sống dập đá các bạn, 170 ngàn các bạn. Tôm sống này dập đá tôm sú các bạn, 170 ngàn ký các bạn. Rồi, có quà tham quan cho chỗ bên đây này, bán tôm thẻ nhỏ các bạn nè. Tôm thẻ này nhiêu anh? 115 hả? Ồ. Sáng thứ ba này có tôm thẻ này, là tôm thẻ sống này 115.000 ký các bạn. 15.000 ký ơi. Rồi chào luôn nha, chúc bán cho đoán hèo mau hết luôn. Dạ dạ. Dạ. Này ít tôm ha. Ít tôm thì tôm mắt. À tôm mắt hả? Ô chào cô luôn. Bữa nay ghẹ này nhiêu cô? À ghẹ sống à. Hai bơ luôn hả cô hả? Sáng thứ ba cô này có hai bơ ghẹ sống các bạn, 120.000 ký các bạn nè. Cô này hay ngồi bên ngoài cuối nhà lồng ép á. Các bạn có đi chợ mua ủng hộ cho cô nè. Mua đây cần hỗ trợ. Bữa nay cô có hai bơ ghẹ sống 120.000 ký các bạn. Cô còn gãy ngộp là cháu bán nhiêu ký cháu? Dạ. Gãy ngộp hả cháu? À gãy ngộp là cháu bán 70 ngàn ha. Ủa cháu có bạch tuộc ngon quá, ngon bao nhiêu ký cháu? À bạch tuộc là 130 ngàn. Gãy ngộp là cháu bán 70 ngàn. Bạch là 130 ngàn. À, chú cảm ơn chú cháu bán cho đắt hàng mau hết luôn nha. Ở ngoài tiếp tục bước qua tham quan khu bán cá biển các bạn. Cá sổ là 1 ký có 30 ngàn các bạn. Cá sổ 1 ký 30, 1 ký 30. Cá sổ có 1 ký có 30 ngàn, ở ngoài thấy có cá nục. Cá nục rất nhiều. Cá sổ 1 ký 30, 1 ký 30, 1 ký 30. Chào luôn. 30 ngàn đục lửa. À cá đục hả? Cá đục lửa. À cá đục lửa. Đúng rồi, cái đuôi đỏ nè thấy không? À. Nè cho bạn coi là cái nè cái đuôi đỏ nè thấy không? Gọi là cá lục và cá đục đuôi đỏ. À đó. À 30 ngàn ký ha. Ký cá có 30 ngàn các bạn à. Sáng thứ ba bên ngoài nhà lồng ép các bạn. Sáng thứ ba ngoài tham quan cho chị này bán mực nang là 150 ký rồi các bạn. Mực nang to lắm các bạn ơi. Chị này hay ngồi cuối nhà lồng ép các bạn, đi chợ mua ngồi cho chị nè. Mua là 130 ngàn ký các bạn. Ủa bạch tuộc mực nang 150 ký, mực nang to đẹp đó các bạn ơi. Rồi cảm ơn chị, chúc chị bán cho đắt hàng mau hết luôn. Bên ngoài tham quan chỗ chị này cũng bán cá thu luôn nè. Cá thu có bóp. Cá thu này nhiêu vậy chị? À cá thu 100 ngàn, còn có bóp á. À cá bóp là 120, cá thu là 100 ngàn ký các bạn. Rồi, cảm ơn chị nhiều luôn, chúc chị bán cho đắt hàng hết không hết luôn. Sáng thứ ba cháu này sổ cá bông lau một này 60 ngàn ký các bạn. Cháu này sổ cá bông lau một này 60 ngàn ký các bạn. Sáng thứ ba bên ngoài nhà lồng ép các bạn.
chú cảm ơn nhiều nha. Toàn cảnh khu hải sản bên ngoài nhà lồng ép sáng thứ ba các bạn. Bên ngoài đang đi dọc bên ngoài nhà lồng ép các bạn để tham quan khu hải sản. Bên ngoài tham quan khu anh này bán cá lóc nè bạn. Cá lóc. À cá lóc đây 45.000 nha. Sáng thứ ba đó. Hôm nay anh không có bắt cá rô hả? À. Rồi cũng chúc anh bán cho mau hết luôn nha. Sáng thứ ba người ngoài tham quan cho vợ chồng anh chị này bán cá cha là 30.000 không chị? Còn cá này là cá hô hay cá gì? À cá chấm chua là 40.000 ha. Má cá chấm chua là 40.000. Còn cá này cá mè hả? Cá mè là 30.000. Cá hú bao nhiêu anh? À cá hú là 50.000. Cá phi bao nhiêu vậy anh? À cá phi là 55.000. Sáng thứ ba bên ngoài nhà lồng ép bên ngoài tham quan cho vợ chồng anh chị này bán cá các bạn. Rất nhiều cá các bạn ơi. Anh có mấy loại cá luôn. Rồi cảm ơn anh chị nhiều nha. Sáng thứ ba ở ngoài tham quan cho chị này bán tép, là tép chưa cắt bao nhiêu chị? 60, 60. Ồ tép chưa cắt là 60, cắt rồi là bao nhiêu chị? 65.000. Ờ cắt lâu rồi 65.000, chưa cắt là 60.000. Rồi cảm ơn chị, chúc chị bán cho đắt hàng mau hết luôn nha. Tép 60.000, 60.000. Chị bố ăn tép không? Ồ chỗ chị này có cá bóng, bóng gần sống luôn các bạn nè. Bao nhiêu vậy chị? 140.000 ký. Cá bóng sống đó các bạn. Ồ đã ghê không? Còn mực nang bên đây nhiêu chị? 150, 140, 130. Ờ chỉ có 3 loại luôn. 150, 140, 130. Còn tôm càng 70. Tôm càng 70. Ồ chỉ có tôm càng là 70. Còn mực nang là 150, 140, 130 các bạn. Chỉ hay ngồi bên ngoài nhà đồng ép các bạn có mua cũng ngồi cho chị nè. Cảm ơn chị nhiều. Cái đó là cá chét không anh? Ờ cá chét là 35.000 ký ha. Còn cá lò nhiêu chị? À một giá một luôn hả? Ồ, đồng giá các bạn ơi, cá chét 35.000, cá lò cũng 35.000 các bạn, sáng thứ ba đó. Giá đồng giá các bạn là cá chét 35, cá lò cũng 35. Rồi cá chốt là 70.000 các bạn nè. Chỗ này chị này bán cá chốt là 70.000. Nhiêu chị? 75.000. Ồ, cá bông lau sống các bạn 75.000 các bạn. Chỗ này chị bán cá chốt có 40.000 các bạn nè. Cá bông lau là 70.000. Cá bún trứng là 50.000. Ồ, cá bông lau sống luôn rồi. Chào chị luôn nha. Cá bông lau là 70.000 các bạn. Sáng thứ ba bên ngoài nhà lồng ép các bạn. Cá ngát ở đây nhiêu vậy? 40.000. Sáng thứ ba này bán cá ngát là 40.000 các bạn nè. Cái chốt này bao nhiêu đây nhiêu đây? 80.000 hả? À. Anh mày bán cá chốt là 80.000 ký các bạn nè. Sáng à thứ ba. Mấy em gọi bán chị 60 vậy đi. Cho có 65.000 à. Còn cá bông lau này anh bán là 65.000 ký các bạn. Sáng thứ ba bên ngoài nhà lồng ép các bạn. Cá bông lau này anh bán là có 65.000. Bữa nay ngoài thấy cá bông lau nhiều quá các bạn ơi. Ủa?
sáng thứ ba thấy cá bông lau nhiều ghê á. Chào anh luôn, bữa nay bán cá cơm 20 ngàn ha. À, cá cơm là 20 ngàn, cá bông lau hôm nay nhiêu chứ? À, 70 ngàn, cháu bán 70 ngàn ký ha. Cá bông lau đang sống luôn các bạn nè, bảy chục ngàn ký đó các bạn. À, xin chào luôn nha, cảm ơn nhiều. Sáng thứ ba cứ ngoài tham quan chỗ cái khu này bán tôm càng ngột với lại tôm với ghẹ ngột cũng rất nhiều các bạn ơi. Tôm càng ngột ở đây nhiêu ký rồi cháu? À, 100 ngàn, còn ghẹ cháu? À, sáng thứ ba này chỗ khu cháu lại bán là tôm càng ngột này là 100 ngàn các bạn nè, còn ghẹ là 110 ngàn. Tôm càng ngột là 100 ngàn các bạn, ghẹ là 110 ngàn các bạn. Giá mềm ghê nha. Tôm càng to ghê á. 100 ngàn quá rẻ luôn, giá mềm quá trời luôn. Còn ghẹ 110 ngàn các bạn. Sáng thứ ba ở ngoài tham quan chỗ khu cháu này bán là cá chấm các bạn. Cá chấm có 55 ngàn ký, còn cá hú là 50 ngàn các bạn. Còn cá phi là 50 ngàn nè. Cá sạch cũng 50 ngàn luôn các bạn. Sáng thứ ba cháu này bán bên ngoài nhà lồng là ép các bạn. Cá sặc là 50 ngàn. Cá phi 50 ngàn. Cá hú 50 ngàn. Cá chấm là 55 ngàn các bạn. Cá chấm cỏ này 55 ngàn ký các bạn. Chấm cỏ đang sống luôn các bạn ạ. Để ngoài cũng tham quan qua bên cháu này bán cá rồi. Cá cá hú không cháu ạ? À, cá hú này cháu là bán cá hú sống 50 ngàn các bạn nè. Sáng thứ ba cũng ngoài tham quan cho cháu này bán cá lăng là 70 ngàn ký các bạn nè. Lăng 70 ngàn nha anh ơi. 45 ngàn. Cháu này bán cá lăng là 70 ngàn. Còn tép là 45 ngàn ha. Cháu này bán tép là 45 ngàn, cá lăng là 70 ngàn. À, cảm ơn cháu nhiều nha. Sáng thứ ba cũng ngoài tham quan chú Linh bán cá bên ngoài nhà lồng nè. Cá bóp là chị Linh bán 140. Cá chim là 120. À, sáng thứ ba cũng thấy vắng người đi chợ. Mấy ngày thường vắng quá, chủ nhật đông. Thôi cũng cảm ơn chị Linh, chúc chị Linh bán cho đắt hàng, mau hết về nhà sớm nha. À, em coi mà chảnh thịnh con. Vâng, ảnh kìa. Rồi bữa qua tham quan chỗ anh Cường này bán bắp tép các bạn. Tép mà anh Cường chưa cắt là 55 ngàn. Ủa tép cắt rồi là bao nhiêu vậy cô? À, cắt rồi là 60 ngàn. Cá kèo sống bao nhiêu nữa? 110 ngàn. Cá kèo sống này 110 ngàn các bạn nè. Còn chạch ngột để bao nhiêu chị? À, cá chạch ngột là có ba giá các bạn. Một loại 40, một loại 50, một loại 55 ngàn các bạn. Ồ, cá kèo sống này là 101 ha. Ủa anh cá gì anh? Rô bí. À, rô bí nhiêu ký anh? Bí 80. 80 ngàn. À. Bí 80 ngàn. Ồ, đã ghê ha. Lâu rồi đó mới có lại đó, đại ca, rô bí 80 đại ca. Đúng rồi, lâu nay quay hơi không có. Trời ơi, 130 ngàn á, mấy bữa trước á. À, cá rô bí giờ bán 80 ngàn hả?
ngàn phải biên cường 8 chỗ à. Chèo 110 cá chạch ngột này là 40, 50, 55 không anh Cường? Dạ dạ dạ. À. Ờ, cảm ơn Cường nhiều nha, chúc Cường bán cho đặt hàng mới luôn. Sáng thứ ba có ngoài tham quan cho vợ chồng bệnh nhân bán cá nè. Cái nục bụi đỏ là bao nhiêu vậy nhân? 25 ngàn. À, ồ, cái nục bụi đỏ này 25 ngàn ký các bạn. Cái nục bụi đỏ bán có 25 ngàn ký, còn cá ngừ bao nhiêu vậy nhân? 25 ngàn luôn. Ồ, cá ngừ còn 25 ngàn luôn. Nó chạy lựa con bự hay con nhỏ? Con ngừ dữ con á. Còn đầu có hồi bao nhiêu vậy nhân? 45 ngàn à. À, đầu có hồi là 45 ngàn, cá ngừ là 25 ngàn ký. Cái nục cũng 25 ngàn. Mua hẳn rồi nha, chặt ba nha. Đầu cá hồi là 45 ngàn các bạn nè. Cá ngừ hiện bán có 25 ngàn ký, cá nục cũng vậy các bạn. Cá nục đuôi đỏ cũng 25 ngàn luôn. Rồi cảm ơn nhân nha, chúc nhân bán cho đắt hàng mau hết luôn. Đây anh chị này chuyên về, cũng chuyên về cá mực các bạn. Sáng thứ ba có hòa tham quan chỗ anh Vũ là chuyên về bán cá các bạn. Bán cá luôn. Chuyên về cá đó anh bạn. Không có cá mà không có người. À. Cá không có mà người không có luôn, cái nục 45 ngàn luôn các bạn. À, cá nục là anh Cường, anh Vũ bán 45 ngàn. Bạc má này 55 luôn. Bạc má là 55 ngàn. Cá cháo 50. Cá cháo là anh Vũ bán 50 ngàn. Ba thì 35. Sa ba là 35 ngàn. Cá người lớn 50. Sa ba là 35 ngàn, cá người lớn là 50 ha. Người nhỏ 35 ngàn. Người nhỏ là 35 ngàn. Đấy, ba, để ba chạy cái nục 45 ngàn. Sáng thứ ba của ngoài tham quan chỗ anh Vũ này bán cá là chuyên về cá các bạn. Rồi chúc anh Vũ bán cho đặt hàng mau hết nha. Đổ đồ luôn rồi nè. À. Cái đồng bếp chỉ 45 ngàn luôn. Trời cũng vắng người quá anh Vũ. Trời không có người anh ơi. Sáng thứ ba của ngoài tham quan chỗ cháu này bán ghẹ này là 70 ngàn ký các bạn. Ghẹ ngộp là 70 ngàn ký các bạn nè. Còn cá thu chứ bán nhiều ký? 60, ghẹ thì 70. Ồ, ghẹ ngột là 70 ngàn. Rồi cá thu này cháu bán có 60 ngàn ký nữa các bạn nè. Sáng thứ ba bên ngoài nhà lồng các bạn. Sáng thứ ba nữa mà tham quan cho chị Vũ bán cá ngừ đó bao nhiêu ký chị Vũ? Người này 50 anh Hoàng. À, cá ngừ lớn 50. Người nhỏ 40. Người nhỏ là 40 ngàn. Cá hường chị người Vũ bán nhiêu ký? Cá hường 70 đó anh Hoàng. Ờ, cá hường là 70. Cá cháo chị bán nhiêu? Cá cháo bán 50 à. Cá cháo là 50. Cá nục chị bán nhiêu vậy chị? Cá nục 50 à. Cá nục 50. Cá bạc má chị à? Bạc má 55. À, bạc má là 55 ngàn. Bạc má bự 70 anh Lâm. À, bạc má bự là 70 ha. Bạc má bự này là 70 các bạn nè. Còn cá sa ba chị bán nhiêu chị Vũ? Cá sa ba à 35 ngàn ha. Rồi cảm ơn chị Vũ, chúc chị Vũ ăn cho đắt hàng nha. Sáng thứ ba của ngoài tham quan chỗ bà hai cũng là 900 ngàn gỗ. Bà hai nhiều tiền có cho một tờ bà hai ơi. Cho một tờ bà hai. Sáng thứ ba tham quan cho bà hai bán cá chứ 100 ngàn rổ các bạn. Bà hai là bán đắt ế vô không biết nhưng mà vẫn nở nụ cười á, lúc nào cũng nở nụ cười. Sáng thứ ba của bà tham quan cho bà hai là bán chứ 100 ngàn rổ các bạn. Con sĩ bả chùm chợ rồi mà. Xe rồi chở chợ rồi. Vô chợ 3 giờ rồi, 1 giờ bán ăn về, cái chị lấy xe tải mười mấy ký về luôn. Ờ, à, vậy hả? Mười mấy ký con này nè, bả mà lấy nữa hết chứ không đủ. Sáng thứ ba Nguyễn Hòa tham quan cho chị này bán cua này. Cua nhỏ này 160 chị hả? À, cua này 160, 200 nè, 170. Loại 200, loại 270. Xe lên trễ này chứ lên 1 giờ lâu hết rồi. Chỉ có 3 bơ cua luôn hả? Loại 200, loại 270, loại 160. Dạ, 3 giờ mới tới bán trễ. Sao chị không canh giờ lên sớm chút? Nó làm không kịp chứ. À, làm không kịp hả? Thôi cũng cảm ơn chị, chúc chị bán cho đắt hàng mau hết luôn nha. Giờ lên trễ rồi bán. Lên trễ mới chịu rồi chú. Mà mấy ngày thường này cũng người họ đi chợ. Mua cái gì? Mua đất mũi ngon lắm chị ơi. 160, 200.
26, 200, 270 các bạn nè. 271 à, bớt lấy 250 luôn. Rồi, tí mười mấy ngàn vậy các bạn. Con mừng nang nổi này nhanh nhanh nhiêu vậy? 100 ngàn. À, mừng nang nổi là 100 ngàn. Con cá lên cái thôi. Bạch tuộc anh đã, bạch tuộc bữa nay anh bán nhiêu vậy? 110 ngàn. Ồ, anh có mừng nang bầu ngon ghê á. Mừng nang bầu nhiêu vậy? Bầu cũng 100 ngàn. Ờ, cũng 100 ngàn luôn. Rồi, cảm ơn anh nha, chúc anh bán cho đắt hàng mau hết luôn. Anh này hay ngồi bên ngoài nhà lồng ép các bạn đi chợ mua ủng hộ cho anh nè. Sáng thứ ba nữa mà tham quan chỗ anh chị nè, cũng bán cá chốt các bạn nè. Cá chốt là 100 ngàn. Rồi, tham quan cho anh bán ế luôn. Ít này nhiêu vậy? 45. Ít 45 ngàn, ít bự quá các bạn ơi. Này chắc khoảng 3 con ký không anh? 2 con, 3 con. À, 2 con, 3 con. 45 ngàn ký, ít bự ghê các bạn. Sáng thứ ba bên ngoài nhà lồng ép các bạn. Cái chốt là 100 ngàn đó nha. À, cái chốt là 100 ngàn các bạn, cái chốt sống nè các bạn nè. Sáng thứ ba cũng là tham quan chỗ cháu này chuyên bán cá bên ngoài nhà lồng ép bạn. Cá hú là 50 ngàn. Ủa cá này cá gì chú thấy lạ cháu? Cá khoai nhiêu ký cháu? Cá khoai là 50 ngàn. Ồ cá chốt, à cá kèo chú bán nhiêu ký? 85 ngàn. Bao nhiêu? Ồ cá kèo sống thì 85 ngàn ký các bạn nè. Giá quá rẻ các bạn, đang sống nha, cá kèo sống. 85 ngàn. Cá này gọi là cá gì cháu? Linh 20 ngàn. À, cá linh ngột là 20 ngàn. Còn cá chim cho bán nhiêu? 120. Cá chim là 120. Cá linh ngột là 25 ngàn. Cá chim là 120 ngàn các bạn nè. Rồi chú cảm ơn nha, chú bán cho đắt hàng luôn. 45 ngàn. Chị này bán à, cá bún trứng không chị ha? 45 năm chưa, trồng 2 loại. Sáng thứ ba chị bán 2 loại luôn, loại 45, loại 50 ngàn. Chị hay ngồi bên ngoài nhà lồng ép các bạn đi chợ mua ủng hộ cho chị nè. Chị là chuyên môn cá phèn á các bạn. Đúng rồi, bữa nay hết cá phèn. À, bữa nay chị hết cá phèn luôn rồi. Còn cá bún trứng à, 45 với 50 ngàn. Cảm ơn chị nha, chúc chị bán cho đắt hàng mau hết luôn. Rồi, chúc anh lúc nào cũng mạnh khỏe nhiều luôn, đi lượt ra nhiều luôn. Rồi, cảm ơn chị nhiều lắm. Quay nhiều luôn cho khách coi luôn. À. Sáng thứ ba cũng hòa tham quan cho cháu này chuyên chuyên về bán mực các bạn. Bạch tuộc lớn này nhiêu cháu? 120. À, bạch tuộc lớn này 120, cái bơ 120, còn cái bơ bên đây cháu? Cái này 140. Bơ này là 110 ngàn. Bên đây nữa cháu? 140. Cũng là 110 ngàn luôn. Này 100. À, cái bơ này là 100. Ôi, bạch tuộc cháu ngon ghê á. Cái này 140. Bạch tuộc này là cháu này bán là 140. Cũng 2-3 loại các bạn, 2-3 giá. Sáng thứ ba bên ngoài nhà lồng ép các bạn. À, chú cảm ơn nha, chúc bán cho đắt hàng mau hết luôn. Rồi chào luôn. Giờ mực của cháu nhìn ngon quá, tươi rói à. Sáng thứ ba của ngoài tham quan cho chị này bán tôm này có 70 ngàn ký các bạn nè. Tôm thấy tươi rói à. Tép nhỏ hơn bao nhiêu ký chị? 50 ngàn. À, tép nhỏ này là chị bán 50 ngàn ký bên ngoài nhà lồng ép các bạn. Sáng thứ ba các bạn. Tôm này chạy 50 này chạy. Tôm này có 50 ngàn ký các bạn nè. Rồi cảm ơn chị, chúc chị bán cho đắt hàng mau hết luôn nha. Hello. Hello, xin chào luôn. Cá bông hú bao nhiêu chị? À. Sáng thứ ba cũng hòa tham quan cho chị này có con cá bốn múi là 50 ngàn. Còn cá nục bao nhiêu vậy chị? 45. Cá nục là 45 ngàn. Cá chim bao nhiêu chị? 120. Cá chim là 120. Còn cá ngừ chị? Cá ngừ là 50 ngàn. Cá chim là 120. Sáng thứ ba chị này hay ngồi bên ngoài nhà lồng ép các bạn. Ủa còn cá thu bao nhiêu chị? À, cá thu là 110 ngàn các bạn.
Rồi chào chị luôn, cảm ơn chị nhiều. Sáng thứ ba bên ngoài nhà lồng mép, bên ngoài tham quan chỗ cháu này bán cá ba sa là có 48.000 các bạn nè. Còn cá dừa hồng cũng 48.000 luôn. Giá rất mềm các bạn ơi. Cá nhồn 48.000, cá ba sa cũng 48.000. Còn cá lóc bao nhiêu rồi cháu? Cá lóc nhỏ ngoài 45. À, cá lóc nhỏ là 45.000. Ồ, cá trong bự là 50.000 ha. Cá lóc bên trong bự là 50.000. Còn cá sặc cho bán nhiêu? Cá sặc là 65.000. Chú cảm ơn nha, chúc bán cho đắt hàng mau hết luôn, mau về sớm luôn. Sáng thứ ba của Hòa tham quan chỗ cháu này, cô cháu này bán nè, sống là 125.000 ký các bạn. Cảm ơn cháu nhiều nha. Đường sống này 125.000. Sáng thứ ba bên ngoài nhà lồng ép các bạn. Sáng thứ ba của Hòa tham quan cho anh này bán cá phi với cá hồng bao nhiêu ký vậy? Cá hồng nhỏ 50.000. Còn cá phi bao nhiêu vậy? Cá phi là 60.000. Cá hú là dội chợ bán có mấy 40.000 luôn ha. Sáng thứ ba của Hòa tham quan cho anh này bà chuyên về cá hú, cá bà sa nè, cá dừa hồng các bạn. Rồi cảm ơn nhiều nha. Sáng thứ ba của Hòa tham quan anh này bán cá rô, chuyên về cá rô các bạn. Cá rô bự này là 40.000 các bạn nè. Bên ngoài nhà lồng ép các bạn. Còn cá rô nhỏ hơn bao nhiêu vậy? Nhỏ hơn là 35.000. Cá rô nhỏ hơn là 35.000, cá rô bự là 40.000. Cá kèo bao nhiêu vậy? Cá kèo là 140.000 các bạn. Cá kèo là 140.000, cá rô nhỏ là 35.000, cá rô lớn là 40.000. Anh này chuyên về cá rô các bạn, bên ngoài nhà lồng ép đó. Sáng thứ ba của Hòa tham quan cho chị bán cá ngừ bao nhiêu vậy chị? 35. Cá ngừ là 35.000. Tươi đói các bạn ơi. Còn cá nục bao nhiêu vậy chị? Cá nục này bao nhiêu vậy chị? Cá nục là 40.000 ha. Còn cá bên đây chị? Cũng một giá luôn hả? Cũng 40.000 luôn. Sáng thứ ba bên ngoài nhà lồng ép các bạn. Cá ngừ là 35.000. Cá ngừ là 35.000, cá nục chỉ bán là 40.000 các bạn nè, cá nục tươi đói à. Rồi cảm ơn chị, chúc chị bán cho đắt hàng mau hết luôn. Sáng thứ ba của Hòa tham quan chỗ khu cháu này là chuyên về cá lóc các bạn. Cái bơ nhỏ nhất là bao nhiêu cháu? 40.000 chú ơi. Cái bơ nhỏ nhất là cháu bán 40.000 ha, còn bơ đây cháu? 40 thôi. Hai bơ này 40 ha. Còn bơ này cháu? 43.000. Hai bơ nhỏ là 40.000, còn bơ này là 43.000. Còn bơ này nữa cháu? 45.000. Bơ lớn nhất là bao nhiêu cháu? 50. Cá lóc lớn nhất là 50.000. Còn cá rô cho bán nhiêu? 40. Cá rô có 40.000 cá rô. Sáng thứ ba của Hòa tham quan cho anh này kia về bán tôm bên ngoài nhà lồng đê các bạn nè. Tôm cái bơ lớn nhất là bao nhiêu anh? 160 ha. Bữa nay giá tôm mình thấy xuống ha. Tôm sống mà cái bơ lớn nhất là 160, còn cái bơ bên đây anh? 140 anh. Một bơ bên đây là 140. Còn bơ tôm ngột này bao nhiêu vậy? Ngột lớn là 140 anh. Ngột lớn là 140. 140. Ngột lớn là 140, còn ngột nhỏ nhiêu anh? 120. Ngột nhỏ là 120. Tôm sống, tôm anh sống luôn bạn. Anh này hay ngồi bên ngoài nhà lồng đê các bạn, đi chợ mua ngộ cho anh nè, tôm à. Rất ngon các bạn ơi. Tôm đang ăn lửa đó là trăm mấy vậy? Ăn lửa là phải chị 140. 140 hả? Sáng thứ ba bên ngoài nhà lồng đê các bạn. Rồi chúc anh bán đắt hàng mà hết luôn nha. Dạ.
sáng thứ ba của Hòa tham quan chỗ cháu này chuyên về bán cá các bạn. Đầu có hồi bữa nay cháu bán nhiêu ký vậy? Đầu có hồi là 45 ngàn, còn cá cam đẹp ghê ha, tươi rói luôn. 55. Cá cam là 55 ngàn, còn cá sa ba cháu bán nhiêu? Cá còn ít bán 40. À còn ít là bà giờ bán sổ luôn 40 ngàn luôn ha. Còn bên đây là cá cũng cá sa ba hả? 30 ngàn. Còn cá ngừ là 40 ngàn ha. Cái đuôi cái cha cá khúc này bao nhiêu vậy cháu? 45 ngàn hả? À cái đuôi là 45 ngàn. Còn nguyên con là cháu bán bên đây nhiêu? 37 ngàn. Mình cân ký liền bao nhiêu ký, tính tiền bao nhiêu các bạn? 37 ngàn ký các bạn. Còn 40. À khúc giữa là 40 ha. Khúc giữa là 40, khúc đuôi là 45 ngàn. Ở chú cảm ơn nha, chúc bạn cho đặt luôn nha. Sáng thứ ba của Hòa tham quan chỗ chị này bán cá bóp nhiêu ký chị? Cá bóp là 100 ngàn. Cá cam bao nhiêu chị? Cá cam 50. Đầu cá hồi là 45 ha. Cá cam là 5. Cá cam 50 ha. Chị này hay ngồi bên ngoài nhà lồng hay đê các bạn nè. Các bạn có đi chợ mua ủng hộ cho chị nè. Cá cam tươi rói bao nhiêu cháu? Ồ cá cam vậy là cá cam tươi rói có 50 ngàn ha. Đầu cá hồi là 45 ngàn. Cá thu là mấy chục? Cá thu nãy nói bao nhiêu rồi cháu? Cá thu 101. Còn cá chim cháu? À cá chim cũng 110 ngàn. Còn à, cá tai tượng ngột là 40 ngàn ha. Còn cá chẽm là 80 ngàn. Rồi chú cảm ơn nhiều, chúc bán cho đắt hàng không hết luôn nha. Sáng thứ ba bên ngoài nhà lồng các bạn, nhà lồng đẻ các bạn. Sáng thứ ba tham quan chỗ chị này bán tép này 50 ngàn ký chị ha. 50 tép đẹp. À tép đẹp ghê, tươi đói luôn. Rồi chúc chị bán cho mắt đắt hàng không hết luôn nha. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Nó nhạt là xong rồi đó. Dạ. Sáng thứ ba của Hòa tham quan cho anh này bán tôm nè, tôm sống nè 180 ngàn ký đó các bạn. Tôm ngột bao nhiêu vậy? À, tôm ngột anh bán con 140 các bạn nè. Một ký được khoảng 30 con ha. À. Còn 180 này là bao nhiêu con anh? 30 con luôn. Ồ. Bữa nay là anh có bơ tôm thẻ sống và tôm thẻ ngột các bạn. 180 ngàn là tôm thẻ sống các bạn. Anh hay ngồi bên ngoài nhà lồng ép nhà lồng D các bạn đi chợ mua ủng hộ cho anh nè. Sáng thứ ba của Hòa tham quan chỗ vợ chồng anh này bán bạch tuộc các bạn. Bạch tuộc lớn này 100 ngàn, bạch tuộc này cũng 100 ngàn. Cá mó nhiều cháu? Cá mó nhiêu ký vậy? Cá mó là 45 ngàn. Cá bóp là 120 ngàn các bạn nè. Còn đuôi mực là 55 ngàn. Cá cam anh bán cũng 55 ngàn luôn. Cá sa ba lớn là 40 ngàn. Cá ngừ là 30 ngàn. Mấy cái anh ơi? Để hai cái một đi chị. Hai ký đuôi mực 55 ngàn ký các bạn. Sáng thứ ba của Hòa tham quan cho vợ chồng anh Hải bán cá này. Đầu cá hồi bao nhiêu vậy? 45. Đầu cá hồi là 45. Cá cam bao nhiêu vậy? Cá cam là 55 ngàn hả? Ồ cá nục sa ba cá bán nhiêu vậy? Cá này 35. À cá sa ba là 35 ngàn. Cá ngừ là 30, với lại 35 ngàn. Còn cá bóp cá bán nhiêu vậy? Cá bóp 100. À cá bóp là 100 ngàn. Sáng thứ ba của Hòa tham quan cho vợ chồng anh Hải bán cá bên ngoài nhà lồng D các bạn. Các bạn có đi chợ mua cho ủng hộ cho anh chị nè. Dạ anh rất tươi các bạn ơi. Rồi cảm ơn nha, cảm ơn cháu nha. Sáng thứ ba của Hòa tham quan cho chị này bán cá kèo nhiêu chị? Kèo đó 130 với 150. À cá kèo này hai loại, loại 130, loại 150 các bạn nè. Chị đây ngồi bên ngoài nhà lồng D các bạn. Còn lương bao nhiêu vậy chị? Lương 130. Còn cá chạch các chị? 80. Cá chạch là 80 ngàn. Các chị, các bạn có đi chợ mua ủng hộ chị này hay ngồi bên ngoài nhà lồng D các bạn. Đưa qua ông đưa dẫn dẫn rồi.
Rồi cảm ơn chị nhiều nha, chúc chị bán cho đắt hàng luôn. Sáng thứ ba cũng hòa tham quan chỗ cháu này bán cá nè. Cá bạc má cháu bán nhiêu vậy? 55. Bạc má là 55.000. Còn cá này cá nục. Cá nục bao nhiêu ký cháu? 40 cái chú. Cá nục là 40.000. Cá ngừ 35. Cần cá ngừ là cháu bán 35.000. Cá chim cháu bán nhiêu vậy? Cá chim là 110.000. Cá chim là 110.000, cá sa ba là 35.000. Sáng thứ ba bên ngoài nhà lồng đê các bạn. Các bạn có đi chợ mua ủng hộ cho cháu này, cá rất tươi. Cảm ơn cháu nhiều nha. Dạ. Chào luôn. Ngoài, con tiên con đấu ra rồi chứ. Rồi, sáng thứ ba chào anh luôn nha. Bữa nay cá cha cá khúc bao nhiêu ký vậy? 60, 40. Cái bơ này là 40 ha. Cái bơ cá cha cá khúc này là 40, còn loại này là 60 ha, cái bơ này 60. Còn cá cha nguyên con nhiêu vậy? 38.000. Đây là giá cá sáng thứ ba bên ngoài nhà lồng đê các bạn. Nguyên con là 38.000 một ký, mình cân lên bao nhiêu ký chúng tìm bao nhiêu các bạn. Còn cái bơ này là 60.000. Bơ này nữa là 40.000 các bạn nè. Rồi cảm ơn nhiều nha, chúc bán cho đắt hàng mau hết luôn nha. Tấm thứ hai gì ạ? Sáng thứ ba Nguyễn Hòa tham quan chỗ chị này cũng chuyên về bán cá các bạn. Chị hay ngồi ngoài bên ngoài nhà lồng đê các bạn. Ủa này cá mó gì bán nhiêu ký chị? Cá mó là 60.000. Cá ngừ gì bán nhiêu vậy? Cá ngừ bò là 45. Còn cá này cá ngân hả chị hả? Cá này cá gì? Cá cháo. Cá cháo bao nhiêu ký chị? Cá cháo là 50.000. Còn cá này là gọi là cái gì? Cá nục là 50.000. Cá nục này ngon ghê chị ha. Cá nục này nhiêu chị? Cá nục này 45.000. Còn cá bạc má chị bán nhiêu? Má cũng bán 45.000 luôn. Chị này hay ngồi bên ngoài nhà lồng đê các bạn. Cá chị cũng rất tươi. Các bạn có đi chợ mua ủng hộ cho chị nè. Cảm ơn chị nhiều nha. Chúc chị bán cho đắt hàng mau hết luôn. Sáng thứ ba Nguyễn Hòa tham quan chỗ vợ chồng chị Ánh bán cá lóc nè. Cá lóc này bơi này nhiêu chị? 40 rồi. Cái bơ này là 40.000, giá mềm ghê ha. Còn bơ bên đây chị? 45.000. Bơ đây là 45.000. Sáng thứ ba bên ngoài nhà lồng các bạn. Bên ngoài đang tham quan chị vợ chồng chị Ánh bán cá nè. Cái lóc chỉ có hai bơ hai loại các bạn, loại 40 loại 45. Còn cá rô bao nhiêu rồi chị? Rô 45. Cá rô là 45.000. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha, cảm ơn chị Ánh nhiều, chúc chị Ánh bán đắt hàng mau hết luôn nha. Cảm ơn anh. Chúng ta tham quan bên chị này ngồi kế bên nhà chị Ánh luôn. Cái bơ này bao nhiêu rồi chị? 45 rồi. Cái bơ này là 45.000. Cái bơ này bao nhiêu rồi chị? Cái bơ này là 50. Nay chị có lắc cá lóc bông nữa ha. Bao nhiêu rồi chị? Cá lóc bông là 65.000. Cá nhỏ nhất này bao nhiêu rồi chị? Cá của đây này á. Cá nhỏ bao nhiêu cháu? 35.000. Còn bên đây là 40.000. Cháu này cũng có mấy hai bơ cá lóc nè, loại 35. 35.000 lại 40. Còn cá ngừ cho bán nhiêu? 40. Cá ngừ 40.000 luôn. Sáng giờ cho bán được không? Cá ngừ bữa nay bán cao lắm. Đúng rồi. Sáng giờ chú Hoài thấy cá ngừ. Mới bữa thấy ông Năm đổ là cá ngừ nhiều lắm. Rồi chúc cháu bán cho đắt hàng mau hết luôn nha. Rồi chúc chị bán cho đắt hàng mau hết luôn nha. Sáng thứ ba có hòa tham quan cho dàn cá của chị này bán không ạ? Chị đã có đầu cá hồi nè, cá ngừ, cá nục. Cá nục chỉ sổ có 35.000 ký à. Cá nục vừa đỏ. Cá nục vừa đỏ chị bán là 35.000 ký đó các bạn. Quá trời cá luôn. Sáng thứ ba các bạn, Nguyễn Hòa đang tham quan chú chị này bán cá bên ngoài nhà lồng đê các bạn.
cua cái bơ này bao nhiêu vậy chị? 160. À, cái bơ này chị bán 160 ngàn, còn cái bơ này lớn là bao nhiêu chị? 250. 250. Ồ, cua lớn quá các bạn ơi, 250 ký các bạn nè. Cua không dây luôn. À, cua không dây luôn các bạn, 250 ký các bạn. Sáng thứ ba chị này ngồi bên ngoài nhà lồng đê các bạn. Rồi chào chị nha, chị cũng hay bán mực lắm các bạn nha. Sáng thứ ba của ngoài tham quan chỗ chị này bán tép này là 60 ngàn ký các bạn nè. Còn cắt rồi là cắt râu rồi là 65 ngàn. Cắt kèo bao nhiêu vậy chị? Cắt kèo là 120 ngàn. Cắt kèo sống nữa các bạn nha, là ăn bún luôn. Còn cá ra cá sặc bao nhiêu vậy chị? Cái sặc là 50 ngàn, cá sặc cũng ăn sống luôn các bạn nè. Các bạn có đi chợ mua ủng hộ cho chị là chị hay ngồi bên ngoài nhà lồng đê các bạn. Rồi cảm ơn chị nha, chúc chị bán cho đắt hàng mau hết luôn. Sáng thứ tư Nguyễn Hòa tham quan chỗ vợ chồng chị này bán tôm với bán mực rất tươi các bạn ơi. Tôm càng sống là 140 ngàn, tôm thẻ sống là 150 các bạn nè. Còn tôm ngột là 110 không chị? Dạ. Tôm thẻ ngột là 110. Chị bán bạch tuộc này là 100 ngàn. Còn mực nang mà chưa làm là 140. Làm sạch sẽ rồi là 170 các bạn. Làm 170. Có loại bạch tuộc 120 nữa các bạn nè. 120 là bao ok. Bao ok luôn. Còn tôm càng ngột là 80 ngàn các bạn. 100 ngàn luôn. Quá giá quá mềm luôn. Bao đủ luôn. Dễ ăn. Chị này hay ngồi bên ngoài nhà lồng đê sáu phương các bạn. Các bạn có đi chợ mua ủng hộ cho chị nè. Ai đi chợ ghé vào. Chị có bán càng kè nó là 70 ngàn. Rồi nghêu là 25 ngàn. Cảm ơn chị nhiều nha. Chúc chị bán cho đắt hàng luôn. Sáng thứ ba của ngoài tham quan chỗ cháu này bán cá lăng bao nhiêu ký rồi cháu? À, cá lăng là 70 ngàn. Cá linh sống cho bán bao nhiêu? Cá linh sống cho bán nhiều ký? Ồ, cá linh sống là 70 ngàn ký các bạn nè. Cháu này bán ngồi cuối nhà lồng đê các bạn. Các bạn có đi chợ mua ủng hộ cho cháu nè. Còn cá sặc sẽ bán nhiêu? À, cá sặc là 55 ngàn. Cá sặc là 55 ngàn. Cá linh là 70 ngàn. Cá lăng cũng 70 ngàn cháu ha. Chú cảm ơn cháu, chúc cháu bán cho mau hết nha. Sáng thứ ba của ngoài tham quan chỗ cháu này là bán cá nục đuôi đỏ không à. Hút ngang là 25 ngàn, lựa là 30 ngàn. Cháu hay ngồi bên ngoài nhà lồng đê các bạn nè. Các bạn có đi chợ mua ủng hộ nè. Cá nục đuôi đỏ rất nhiều. Đã ngồi chưa? Sáng thứ ba cá nục đuôi đỏ này bán ký có 25 ngàn, bằng giờ này là bán ký 25 ngàn. Sau khi tham quan khu hải sản tươi bên ngoài nhà lồng ép vào đây, sáng thứ ba Nguyễn Hòa chuẩn bị ra về. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin nhấn like, chia sẻ, bấm đăng ký ủng hộ kênh Nha Cầm Nguyễn Hòa 64 nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.